Đây là hai đối tượng nhờ người đi đường chở về giúp, nhưng bị từ chối để đã ra tay đánh rồi cướp xe máy của nạn nhân. Từ tin báo của nạn nhân, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã điều tra và làm rõ thủ phạm. Khuya 22 tháng 1, anh Thạch Bích, sinh năm 1989, ngụ huyện Châu Thành, điều khiển xe máy đi về nhà. Trên đường, anh Bích gặp Nguyễn Duy Danh, sinh năm 2001, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, và Trà Khắc Duy, sinh năm 1997, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tài Vinh, đang đi bộ ngược chiều. Cả hai chặn xe anh Bích nhờ đưa về, anh Bích không đồng ý. Tức giận, Duy đánh anh Bích dẫn đến ngã xe máy. Nạn nhân đã rút chìa khóa xe và bỏ chạy. Danh và Duy dựng xe lên và để bộ về nhà. Cả hai thay ổ khóa và đổi biển số, rồi mang đến tiệm cầm đồ để cầm cố với giá 3 triệu 600 ngàn đồng.